Xin chào các bạn nhé. Hôm nay anh em mình tiếp tục làm clip gửi đến mọi người đây. Đấy. Là không phải clip nấu ăn hay là thử thách cái gì cả. Hôm nay lại tiếp tục là anh em lại thử lòng người đi đường nhé. Khi anh em mình cho rơi cái này đấy các bạn. Cái này anh em vừa lên trên cây ATM rút đây, ngân hàng là ATM. Đây là ngân hàng Vietcombank, ngân hàng Địa Phủ. Cái này nói thật với bạn, ngân hàng Địa Phủ rồi đấy ạ. Đây ạ, nhìn chưa, các bạn nhìn chữ Địa Phủ chưa? Công vừa rút này mấy trăm triệu rồi Không đâu. hả Tầm mấy tỷ mà. hả rút mấy tỷ? Tầm mấy tỷ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tỷ các bạn. À, anh Công vừa rút về 7 tỷ, hôm nay anh em mình sẽ thưởng cho người đi đường nhá, mang tuột về nhà luôn. Mỗi người 1 tỷ. Mỗi Nhắn người 1 tỷ có điều gì ngoài tiền tiền Địa Phủ đâu. đấy. Em nghĩ hôm nay sẽ lại tiếp tục thử lòng người đi đường xem là rơi một cái túi tiền màu đen các bạn, để xem mọi người sẽ phản ứng như thế nào nha, có quay lại nhặt và đánh tuột về nhà không. Nhưng mà anh em mình trước đấy là phải bó gói nó vào cái túi bóng này các bạn ạ. Đấy, bây giờ cho đen này không nhìn thấy gì đã, cho anh em mình sẽ để máy ở một chỗ nào đó rất là kín thì anh em mình mới cho để người đi đường nha các bạn nhé. Ok, nhờ anh em mình làm thôi nhỉ. Ok. Bây giờ anh em tôi sẽ quận cái này với nha các bạn nhé. Đây, với anh Bình bây giờ ấy quận vào đây các bạn này, phải quận là nó đen đen này cho nó sát sát vào, sát sát vào. Đừng cho nó nọc ngoài, cho nó căng lét vào. Hiểu không? Thử cho bịch vào trong này, cho vào trong dễ hơn. Thử cho vào đây trong này, mới cho vào đây trong thử thử vào trong này nào, cho bịch vào này, nhưng mà nó vuông vuông không phải gì đây để nằm nó ra này. Nhiều bình không, không để nằm vậy, không cần để nằm như bình như này, cậu nằm a như bình xong quận gì. Ừ, đấy thì xem nó có dễ hơn, bây giờ cái kia nó gói thì nó ấy hơn. Đây này, đừng đừng sở hết đâu. Cả đấy anh em mình nhá. Giờ này là giờ mọi người đi làm này, anh em mình lên tủ giày. Anh em mình giờ để kia xuống rồi, để chỗ kia kìa, từ từ đấy nhá, chỗ chỉ cho đấy chỗ kia kìa nhá, từ từ đấy, tí khoan hăng để em tôi tí tôi rút vào chỗ nào nó hợp lý này, tí mình sẽ rút vào chỗ kia mọi người nhá, chỗ cái vùng cây kìa. Đấy, đi đi đi, anh chàng Tùng đi trước đi, Tùng đi trước, Tùng đi sau đi, nhanh nhanh không, đây đang từ từ đang để. Đây, tí nữa rút vào đây các bạn nhé. Anh em mình phải rút vào đây tụi. Hiểu không? Đấy, xong đặt chân quay ở đây này. Chỗ này nó lùm xùm thì nó không nhận ra được. Bây giờ, xong mình rê theo nhá. Bây giờ anh em mình sẽ dựng chân quay mọi người nhá. Dựng chân quay, tiền, 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 tiền ơi là tiền. Tí từ từ nhá. Bây giờ mình rút vào chỗ này nhá. Shipper nấy thật rồi.
vào nắng này, vào đi thôi. Không mang đi à? Cất đi, lại bỏ tí nữa gói lại. Chôn đâu ạ, ngu xuẩn nhất trong các loại màn chôn. Hôm nay là màn chôn quá thất bại. Bạn nào? Hôm nay sao? Bạn. Hôm nay nữa. Mãi thì. Tôi vẫn còn.
các màn đi chôn anh em mình chơi giờ thất bại mọi người, nhưng hôm nay xong thất bại vậy rồi cũng được đến độ 3-4 người các bạn xem rồi, thật ra là màn chôn quá thất bại. Thôi anh em mình tạm dừng clip này, nóng lắm rồi, suốt buổi chiều bây giờ đấy các bạn, suốt từ lúc mọi người đi làm bây giờ mà anh em mình thấy là không được người những người thứ ba thứ bốn thứ năm anh em mình tạm dừng clip đây rồi. Anh em mình sẽ ghi màn chôn thất bại nhất từ trước đến nay các bạn. Thôi, hẹn gặp lại các bạn video xem nào.